Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nhịp Sống Tây Bắc TV của mình. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món ẩm thực về xế nha các bạn nhé. Đây bây giờ anh em mình đang đi. Các bạn cùng theo dõi và ủng hộ cho anh em mình nhé, bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây các bạn ơi, đây là thành quả của anh em mình hôm nay nhá. Các bạn nhìn có thấy hấp dẫn không ạ? Sẽ đào rất là nhiều luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món ăn thực về dế, đó chính là dế nhồi rau thơm nhá các bạn. Các bạn cùng theo dõi và ủng hộ cho anh em mình nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con mèo ký thằng này, lao ký thằng này, thao phúc.